Hello. Right. Rồi mình sẽ tiếp tục bài học của mình ha về modal verb tiếp theo. Yesterday we had modal verbs already. Hôm qua mình có học về modal verb và mình có học về cái chức năng số mấy nè. Số 1. Number one, ability. Ability mình đã học rồi. Về khả năng là mình học về buổi đầu tiên rồi. Hôm qua là mình có permission và request. Permission sự cho phép. Ví dụ em hỏi xin phép ai đó thì em sẽ có mẫu câu đầu tiên mình sẽ có là Can. can. Đúng rồi, nhưng mà can I hay là can you? Can Không, hỏi sự cho phép, em có thể làm cái này không, có thể làm cái kia không thì mình sẽ có là Can ừ, can I. Rồi, còn ngược lại hỏi về sự yêu cầu ai đó làm cái gì đó cho mình thì mình sẽ có là you. can you, chính xác. Rồi, vậy hôm nay mình sẽ tiếp tục bài học của mình ha. Mình sẽ đến cái chức năng thứ tư đó là obligation, sự tuân thủ, tuân theo. Rồi, khi ngày tháng năm vào mà mình sẽ tiếp tục. Yes. Như rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục bài học ha. Ability, mình có bài tập ở đây là về will be able to permission request mình có mình cũng có hoàn thành bài tập áp dụng rồi ha. Tiếp theo đây, obligation. Ở phần này mình sẽ có hai bạn mình cần lưu ý, đó bạn must và bạn have to. Must is a modal verb. We use an infinitive without to after it. Rồi, ở đây mình sẽ có bạn must này là bạn một bạn động từ khiếm khuyết ha. Mình sẽ sử dụng động từ nguyên mẫu không có to ở phía sau nó. Ví dụ mình sẽ có như sau: We must be quiet. We must stay focused. Chứ mình sẽ không có sử dụng là we must to say something is not correct. Rồi ngoài ra mình sẽ có we must not to tell somebody to do something. Câu này sẽ không đúng ha. Và câu kế tiếp của mình sẽ có nó là we don't usually use must in question. Rồi, thì bây giờ chị tổng kết ý lại cho bạn hiểu ha. Must và have to đều có nghĩa là nên làm gì đó. Vậy ở Must. đây mình sẽ có mức độ nó sẽ khác nhau một chút xíu ha. Đối với must thì khi người nói dùng từ must với em là em sẽ phải làm điều đó, em sẽ không có chối từ được. Đấy. Nó giống như là một cái gọi là sự bắt buộc rồi đó. Mình sẽ sau must là không có to ha. Sau must chỉ có động từ nguyên mẫu. Sau must không có to. Rồi, ở đây mình sẽ có you must be quiet hoặc you must stay focused. Hai câu ví dụ của mình. Và ngoài ra mình sẽ không thường dùng từ must trong câu hỏi. Must không sử dụng trong câu nghi vấn nhiều. Thường không sử dụng trong câu nghi vấn. Đây, mình sẽ có hai ý về từ must ha. Sau must mình có là have to.
Dạ rồi. Rồi ngược lại mình sẽ có bạn, đó là bạn have to ha. Have to cũng có nghĩa là nên làm gì đó. Nên làm gì đó. Rồi, chỉ sự cần thiết ha. Sự cần thiết. Thì ở đây trong tình huống này em có thể từ chối cái điều đó nếu như nó không cần thiết đối với em, hoặc em có thể tuân theo nếu như em thấy nó hợp lý. Ok. Rồi, sau have to sẽ là động từ nguyên mẫu. Ngoài ra mình có thể sử dụng have to cho nhiều thì khác nhau. Ví dụ ở hiện tại thì mình sẽ có là we have to go, đúng không? Rồi ngôi thứ ba xuất là he has to go. Rồi kế tiếp nếu mình dùng quá khứ thì mình sẽ có là they have to leave early chẳng hạn. Thì nó sẽ linh hoạt ha. They had to leave early. Đây. Sử dụng nhiều thì khác nhau. Ngoài ra, ở đây trong câu phủ định thì em sẽ có sử dụng thêm gọi là trợ động từ don't đứng trước nó ha. Mình sẽ thêm do not hoặc là does not tùy theo tùy theo chủ ngữ trong câu ha. Rồi. Có chỗ nào mà chị ghi em không hiểu được tại vì cái máy chị chưa có chỉnh qua tiếng Việt thì em nói với chị để chị có thể nói lại cho em ha. Rồi khi nào mình ghi xong mình báo chị ha. Được. Và sau khi sau phần lý thuyết này mình sẽ đến phần thực hành. Đó là mình sẽ làm tất cả các bài tập áp dụng từ cơ bản đến nâng cao ha. Are you Yeah, finished? Okay. yes. Good. Right. So now let's review again. Bây giờ mình sẽ ôn lại một chút xíu ha. Ở đây mình có bạn must với have to. Hai bạn này có nghĩa là gì?
Must là nên làm gì đó. And then have Must to. do là nên làm gì đó. Nhưng mà theo cái mức gọi là Vừa phải. cần thiết hay không thì em sẽ làm ha. Còn bắt buộc là từ must, bắt buộc phải làm. Ok, thì hai cái này nó khác nhau ha. Rồi, vậy ở đây must sau must mình sẽ có động từ thêm in hay là nguyên mẫu? Do nguyên mẫu. Nguyên mẫu. Còn sau bài have to mình sẽ có động từ là thêm ed hay là nguyên mẫu? Nguyên mẫu. Nguyên mẫu. Rồi đối với lại have to thì mình sẽ sử dụng được cho bao nhiêu thì? Su dùng được cho thì hiện tại hoàn thành. Hiện tại, hiện tại. Rồi gì nữa không? Tiếp diễn. Rồi, ở đây em có thể nói have to sử dụng linh hoạt cho các thì được ha. Thì hầu hết tất cả các thì bạn have to đều có thể làm được. Ok. Rồi, và đây là về phần lý thuyết về must và have to. Ngoài ra, mai mốt bạn Hiển học lên một cái lớp cao hơn nữa về cái bài động từ chính quyết này, em sẽ thấy thêm một bạn nữa xuất hiện, đó là bạn need. Must, have to, need to là tương tự nhau hết. Ok. Rồi thì mình gặp phần kế tiếp. Ở đây, you mustn't leave và câu you don't have to leave now để thể hiện rõ được cái sự mà gọi là cái nào là cái bắt buộc và cái nào là sự cần thiết ha. Thì đây câu số 1, you mustn't leave now. Bạn không được rời đi. You must stay. You cannot or shouldn't leave now. Bạn phải ở lại, không có được rời đi hoặc là nên rời đi ngay bây giờ. Từ must nó cao hơn nha. Rồi, ở đây nó có câu you don't have to leave now. Cái này nó không cần thiết, bạn có thể rời đi nếu như bạn muốn. Thì đây ở mức độ have to nó sẽ thấp hơn một chút. Ngoài ra mai mốt em sẽ có thêm một số những cái động từ nó mạnh hơn một chút nữa, đó là cái từ này nó còn cao hơn từ must nữa nè. Force là nói là phải làm, bắt buộc 100%. Từ must sẽ tắt thêm một chút xíu. Rồi need to, rồi have to ha. Thì đây là những bạn đặc biệt mà mình cần lưu ý ha. Rồi ngoài ra mình sẽ đến phần kế tiếp. Ở đây có một cái lưu ý nhỏ kế tiếp nữa là từ must mình sẽ không được dùng trong quá khứ, nhưng mà ngược lại từ have to lại có thể chia ở quá khứ ha. Lúc này em chỉ cần đổi động từ have thành had thôi. Ok. Ví dụ như bạn cần phải dậy lúc 7 giờ sáng. You have to wake up at 7 a.m. Hoặc bạn phải dậy vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm qua thì mình sẽ có là I had to wake up at 7 a.m. yesterday, chứ mình sẽ không dùng must ha. Thường must chỉ là hiện tại hoặc là tương lai thôi. Ok. Quá khứ mình sẽ có từ khác. Rồi, vậy bây giờ mình sẽ hoàn thành các câu này có sử dụng đúng công thức của have to. Ví dụ câu số 1, my dad như thế nào đó at 6:30 every day. Thì đây mình sẽ có đáp án của mình là my dad has to get up at 6:30 every day. Ở đây chỉ có một câu hỏi thêm dành cho bạn Hiển là tại sao sau từ dad mình có là has mà không phải là have như theo công thức mẫu? S. Tại vì ở đây là H thêm S nữa. Tại sao mình có has mà mình không dùng have? Yeah, của tôi có một thói quen. Không, bây giờ chị đang hỏi về phần công thức cấu trúc thôi đó. Tại sao ở đây là sau my dad mình dùng has mà mình không được dùng have? Sao mai đó Này là chị hay hỏi nè, nhiều lắm. nó có thời gian cụ thể nên không dùng được hát. Không phải, này là ngôi thứ ba số ít nên mình dùng has. My dad là he đó. Thay vì em dùng he thì em có thể dùng là my brother, my dad, my uncle. Thì đây, từ he là từ nói chung cho các danh từ riêng khác ha. Từ she thì mình sẽ có là my girl, my girlfriend, my mom, my sister. Còn từ it thì nó sẽ là tên gọi chung của ví dụ như my the dog, the cat, the alligator.
rồi The Book, The Table, hình dung được chưa? Rồi, và đó là lý do tại sao có từ has ha, không dùng have ha. Tương tự câu từ câu 2 đến câu 6, bạn Hiển lại làm cho chị đáp án xong rồi đọc lên giúp chị nha. Has to go now. Rồi, chị cho khoảng 2 phút. Xong 2 phút là chị sẽ hỏi đáp án ha. Từ đây cho đến bây giờ là 18 rồi, bây giờ tới 20. Chị sẽ hỏi ha. Rồi, 1 phút nữa đó. Yeah, Ok, rồi, time's up. Kết thúc giờ luôn rồi ha. Chính xác luôn á. Rồi, số 1, câu số 2. thứ hai là I have take go I now have to go. tôi cần phải đi ngay bây giờ thì mình sẽ có là I have to go now. Ok, rồi số 3. Số 3. So bà Nick, father couldn't ride him to the station, so he has to take the bus. Ở đây có gì đặc biệt không? Này có cút. Ý, không phải. Rồi, cuối thì ok rồi. Bây giờ ra đây, nhưng mà câu số 2. Ở đây em dùng half, has hay là had? Ý, Anh dùng mình dùng half, has hay là had? half Lại nghe. s half S đúng không? ba. Dạ vâng, Chắc chưa? Tại sao? vì he ở đây là số ít. Ngôi thứ ba số ít. Rồi, đáp án. Ở đây hát nè. Hồi nãy em chỉ ra được từ could là đúng được một vế rồi. Nhưng mà vế thứ hai mình chưa giải thích được. Mặc dù em đúng là dùng từ has, tại vì ngôi thứ ba số ít là he đúng. Nhưng mà đây nó quá khứ mà. Mình phải lùi thêm cái nữa. Had to. Được 80% nhưng mà lại 10% còn bị sai chút xíu. Rồi tiếp theo. Nhớ là mình phải kết hợp với lại các thì mình đã học nữa nha. We will have to buy a new computer next year. Ok, we will have to buy a new computer next year. Hoặc là have to buy cũng được. Có will cũng được ha. Số 6, số 5. So now, my mom has to wear a uniform as well. Ừ. My Yeah, mom new. has to wear. Từ này là wear nha. Rồi số 6. Where you has to ask her about this around news this time to see her.
Ok, ở đây you là mình sẽ dùng với lại have hay là You dùng với have. has? Have. Ok, next time you see her. Ok. Rồi, ví dụ next time ở đây câu số 4 chỉ có lưu ý một chút xíu như sau. Thì đây câu số 4 với câu số 6 trong trường hợp này nó có dấu hiệu nhận biết hoặc là em đọc em thấy đó là lần sau gặp lại hoặc là nó có từ next year. Thì trong trường hợp này từ have to mình có thể có ghi have to không cũng được hoặc là có will trước cũng được ha. Rồi tiếp theo mình sẽ có hoàn thành những câu này mà dùng sử dụng must hoặc là have to. Mất Nhớ bắt là buộc. must mức độ bắt buộc của nó cao hơn từ have to ha. Mất. Mất. Rồi, ở đây có ví dụ số 1. Oh no, it's 7:30. We hurry. Ở đây là mình sẽ có mấy bạn này. Theo như mình đọc câu này là mình biết các bạn này đến đúng giờ hay đến trễ. Đến trễ. Đến trễ, vậy ở đây các bạn này phải bắt buộc nhanh lên thì mình sẽ có là we must hurry. Ok. Rồi, tương tự các câu còn lại từ câu 2 đến câu 8 bạn hiện sẽ cho chị đáp án ha. Từ từ à, như bây giờ mình thoát ra đi rồi xong mình vô lại em hoàn thành bài này giúp chị nha cho nó dễ Dạ chứ vâng. nó thoát ra nó bắt mình đợi nữa. Dạ. Ok.